Em xin kính chào tất cả quý khách hàng. Hiện tại thì em đang quay trực tiếp từ công ty bên em và em đang giới thiệu đến mọi người sản phẩm thuốc trị ốc bươu vàng hại lúa. Đây là một trong những sản phẩm diệt ốc bươu vàng cực kỳ hiệu quả. Đối với ốc bươu vàng thì nó cũng dễ diệt thôi mọi người, nhưng mà nó sinh sản nhanh á, với lại là nó lớn cũng rất là nhanh, và phá hại lúa thì coi như là bỏ, chứ một khi nó đã cắn rồi thì lúa nó không có mọc lên lại được, mình phải gieo lại cái khu vực đó. Thì đây là dòng sản phẩm bên em đã bán và kiểm nghiệm từ những vị khách hàng đã dùng và đảm bảo hiệu quả, nên là em mới giới thiệu đến mọi người. Dòng này thì mọi người cứ sử dụng tầm khoảng là từ 4 đến 6 kg trên 1 ha, và mình xử lý cái thuốc này, mình rắc cái thuốc này sau khi gieo khoảng 5 ngày nha mọi người. Vì thường thường là gieo mạ hoặc là xạ ruộng ở khu vực miền Trung là cái bề mặt mà vừa mới bừa xong là ốc bươu vàng nó bò lên trên rất là nhiều và nó cắn hết cái mầm lúa, nên là mọi người sử dụng cái dòng này sau khi gieo khoảng 5 ngày để tiêu diệt hết những cái lượng ốc con và ốc lớn luôn, thì nó sẽ đạt và đảm bảo là lúa của mình không có bị ốc bươu nó phá hại nha mọi người. Bên em thì phân phối rất là nhiều loại thuốc chuyên về diệt ruồi, muỗi, kiến, gián, mối mọt và tất cả các loại côn trùng tổng hợp, nên là những dòng sản phẩm bên em bán là em có kiểm nghiệm hết rồi. Và đặc biệt là những dòng thuốc diệt côn trùng thì bên em đi làm dịch vụ nên là biết được cái mức độ hiệu quả, nên em giới thiệu đến mọi người. Mọi người hoàn toàn tin tưởng khi mua hàng bên em nha. Mọi người có thể gọi trực tiếp số điện thoại của em để mua hàng, hoặc là đến trực tiếp địa chỉ công ty bên em để tham khảo. Địa chỉ của bên em là 153/79 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Hoặc là mọi người có thể đặt online qua các trang thương mại điện tử xin lỗi mọi người, Lazada, Shopee, Sen Đỏ, hoặc là kênh TikTok công ty Diệt Mới Thành Công nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Em kính chúc mọi người có một cuộc sống tốt lành, xanh sạch đẹp và không có tác hại của côn trùng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn mọi người ở những video lần sau ạ.